mỗi người là một cái sự độc đáo á. Và cái độc đáo nó nằm ở chỗ là mình đón nhận tất cả những phiên bản của mình. Kể cả cái người yêu mình cũng vậy, họ cũng phải đón nhận là mình không phải thật sự là 100% sinh ra là cái thể vật chất của mình là nam. Mình không phải thật sự là, và mình phải đón nhận mình là như vậy. Mình có cái phần nữ trong người thật sự mà. Mình sẽ có những cái ngày mà mẹ mình kiểu mình cũng quậy tung lên, mình kiểu là cái gì cũng làm mình khó chịu. Có những ngày mình thật sự là như vậy. Chứ mình đâu phải là thật sự là nam tính 100% đó. Và khi mà mình chấp nhận chính mình như mình là, ok, tôi có bao nhiêu phần trăm đó nữ và tôi có bao nhiêu phần trăm đó nam, bạn có yêu tôi không? Khi bạn yêu tôi, bạn phải yêu luôn cả tất cả những phiên bản chứ. Làm sao mà bạn chỉ yêu khi tôi nam tính nữa, còn lúc tôi dở chứng thì sao, đúng không? Thì em nghĩ là, cho nên là em mới chọn cái cách là mặc cái váy, chứ không phải là một cái bộ đồ vest là nào giờ mọi người đều thấy. Cũng là một cái lời ngầm nói là tôi cũng đang đón nhận cái phần nữ tính đó của tôi mà. Và nó đâu phải là xấu xí gì đâu, nó cũng dễ thương mà, nó cũng là một phần của mình mà. Không là giết chết cái đứa đó luôn. Em hỏi để làm cái gì á? Ý là rồi cái người mà nặng nề lại chính là cái bạn đó. Bởi vì là mình luôn phải thể hiện cái người không phải là mình. Đúng rồi, em cũng không biết là họ có gồng hay không, nhưng mà chắc chắn một điều, mọi thứ mà Tường tin là mọi thứ được tạo ra trong cái thế giới này nó đều có lý do hết. Không phải khi không mà tự nhiên ổng lại chọn mình có cái tính nam nhưng lại là trong cái thể xác của người nữ. Nó có lý do. Để cuối cùng là gì? Em nghĩ là theo cái suy nghĩ của em là em được tự do với tất cả những định nghĩa. Và đó là một lợi thế. Đó là một lợi thế là bạn không ai định danh bạn một cái gì hết, và bạn được sống tự do một cách tuyệt đối. Thế thì tại sao mình lại từ chối cái phần đó đi? Cho nên em thấy thật sự một người 100% được chữa lành là khi họ chấp nhận họ là như vậy, chứ không phải họ nên. Có nghĩa là tao không nữ, tao nên 100% nam. Nó đó cũng không phải mình. Đó cũng không phải mình.